Hello, xin chào các bạn nhé. Thì bây giờ mình đã đeo tai nghe nhỉ. Đây là một cái video tuyệt vời mà mình muốn chia sẻ các bạn về cái ngữ pháp tiếng Anh một chút. Many và so much. So much thì năm từ này với cái nghĩa của nó là những từ này chỉ mang tính chất nhấn mạnh mà thôi. Thì các bạn nhớ cho mình đấy. Cái bức ảnh này là cái gì là về cái sự nhấn mạnh rồi, đúng không? Đấy. Sharing with you nhá. Ok. Từ đầu tiên mà ta sẽ học đó là show và such. Thì nghĩa nó là giống nhau rồi, chỉ nhấn mạnh thôi. Thực ra nếu như không có từ show và từ such trong câu thì câu cũng hoàn toàn có nghĩa. Câu hoàn toàn có nghĩa, nhưng mà người ta muốn nhấn mạnh thì người ta muốn có show và such nhấn mạnh thì câu nó sẽ mang tính chất cảm xúc rất nhiều. Rồi ta sẽ nhìn thấy từ she is so tall. She is so tall thì nếu ta bỏ từ show đi thì nó vẫn có nghĩa là she is tall. She is tall tức là cô ấy cao. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một bên trái là show, bên phải là sucked. Bên show sẽ đi với tính từ viết tắt là adj, đúng không? Và trạng từ là adverb. Adjective và adverb là đi với show. Show đi với adjective và adverb. Tức là show sẽ đi với tính từ hoặc trạng từ. Ngược lại là sucked. Sucked sẽ đi với danh từ. Danh từ hoặc là cụm danh từ có tính chất biểu đạt. Tức là such sẽ cộng với danh từ hoặc là cộng với tính từ, sau rồi cuối cùng vẫn là cộng với danh từ, trước danh từ vẫn có tính từ vẫn được. Đã. Thì cái cấu trúc này các bạn chép vào và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn với những ví dụ ở đây. Ví dụ thứ nhất ta đang nhìn là she is tall, she is so tall. Rồi ta thêm so vào, so tall tức là cô ấy rất cao, thay vì là cô ấy cao, đúng không? Cô ấy rất cao. Còn khi mà ta đổi sang such thì ta sẽ dùng là she is such a tall woman. Tức là chúng ta đổi thì chúng ta phải làm sao để cho nó thỏa mãn cái cấu trúc của sắc là sắc phải đi với danh từ. Danh từ số ít thì nó sẽ là đi với ở nhá. Ta sẽ có ở làm mạo từ cho danh từ số ít. Rồi she is such a tall woman rất là dễ thôi. Chúng ta sẽ đảo cái từ tính từ về đằng sau, và đằng sau đó nó phải có một cái danh từ, nó là từ woman, danh từ. Rồi rất là dễ đúng không, các bạn thấy nó cũng không khó đúng không? Và tiếp theo là this shop is so expensive. This shop is so expensive thì cái từ expensive là đắt đỏ, là tính từ đắt đúng không? Thì nói là cái shop, cái cửa hàng rất là đắt, thì người ta đổi lại là it is such an expensive shop, tức là sẽ đổi từ shop về cuối cùng, cái danh từ shop về cuối cùng thì ta mới dùng shop được. Rồi chúng ta sẽ dùng từ expensive. Expensive có mạo từ đứng trước nó và mạo từ là sẽ là mạo từ un thay chữ ơ. Đó, bởi vì s là chữ y đúng không, bắt đầu chữ nguyên âm y. Ok nhá. It is such an expensive shop. Đó, chúng ta đổi như vậy, hoặc là chúng ta đổi this shop is so expensive. Đó, such and so nghĩa giống nhau mà thôi, chỉ là cách dùng khác nhau thôi đúng không, các bạn thấy không? Thế mà đúng không? Rồi bên trái nhá, they are so friendly. They are so friendly tức là họ rất thân thiện. Ta thêm từ sâu vào, ta thêm từ rất vào đúng không? Rất thân thiện. Ngược lại bên này ta sẽ đổi này, they are such friendly people. Đấy, họ là những người rất thân thiện, cũng giống như nhau rồi. Họ rất thân thiện và hay là họ là những người rất thân thiện thì cũng giống nhau đúng không? They are such friendly people. Và đây ta không có un hay the gì nữa, bởi vì ở đây là số nhiều rồi, people là nói về đông người, nhiều người rồi, là they rồi, cho nên là họ không có ơn ở đây nữa nhé. They are such friendly people. Rồi chúng ta sẽ có câu tiếp theo là this apartment. Apartment ở đây thêm s và z là số nhiều, đó là những cái căn hộ này hay là những căn hộ này are so luxurious, rất đắt đỏ, rất đắt đỏ. Rồi đổi sang xem nào, these are Shark luxury apartments. Rồi ta sẽ đổi đơn giản như vậy thôi, đưa từ apartment về cuối cùng. Đấy, bởi vì shark phải đi với danh từ, thế thôi. Đúng không? Đây là những căn hộ rất đắt đỏ. Rồi. Hay là những căn hộ này rất đắt đỏ, hay là đây là những căn hộ rất đắt đỏ thì cũng giống như nhau. Rồi đến một cái ví dụ tiếp theo, ta sẽ có the actor. Thì perform là diễn, là diễn đúng không? Thì excellent là diễn rất xuất sắc. Đó. Người diễn viên diễn rất xuất sắc. Ta bỏ từ sâu đi, câu này vẫn có nghĩa. Đúng
show excellently. Ở đây là nhấn mạnh từ excellently, tức là rất xuất sắc, tức là người diễn viên diễn ở đây rất xuất sắc. Rồi thì chúng ta có câu bên dưới là she is so quick, she is so quickly, tức là cô ấy rất nhanh chóng. Ở đây thì chúng ta không biết là cô ta chạy hay là cô ta làm cái gì rất nhanh chóng, nhưng mà muốn nói là cái tính chất của cô ta rất nhanh chóng. She is so quickly, so quickly. Thì đổi, chúng ta đổi nhá, chúng ta đổi cái từ bây giờ chúng ta đổi sang sắc ấy, thì chúng ta không có cách nào đổi cả. Chúng ta sẽ làm một cái câu nó mang cái nghĩa khác. Ví dụ như từ diễn viên thì sao là the actor is such a star, tức là anh ta giống như một ngôi sao, tức là rất là nổi tiếng rồi, hay là rất là giỏi rồi. Đấy thì nó cũng giống như excellently vậy, đúng không? Hay là câu she is such a rabbit, she is such a rabbit, tức là cô ấy giống như một con thỏ vậy, tức là nhanh như một con thỏ. Đấy thì ở đây nó mang cái tính chất khác. Sâu và sắc lúc này không thể đổi cho nhau được, mà chúng ta phải đặt một cái câu hoàn toàn khác. Đó, thì để cho các bạn phân biệt được khi mà nó cộng với tính từ thì nó rất là dễ đổi, bởi vì là cái cấu trúc của nó vốn dĩ, cái cấu trúc vốn dĩ của sâu là đi với tính từ, thì bên này là sắc cũng đi với tính từ cộng với danh từ. Thế nhưng mà ngược lại, nếu mà sâu đi adverb thì không có thể nào đổi sang adverb cộng với danh từ được nữa, như các bạn hiểu nhé, mà chỉ sắc chỉ cộng với danh từ thôi. Thì đây là hai cái ví dụ bên dưới này. Các bạn nhớ cái cấu trúc thì bạn sẽ không ngờ ra, thực ra nó cũng rất là dễ thôi. Khi mà các bạn sử dụng nhiều ấy thì nó đi vào cuộc sống mà. It has been so long since I've seen you. Ở đây sẽ so đi với tính từ long là dài. It has been so long since I've been seen you. I've been seen you. Rồi tiếp theo câu đổi nha, câu đổi nha. It's been such a long time since we last met. Since we last met. Thực ra cái câu này nó đổi cái từ so long thành such a long time. Tức là such ở đây ta sẽ cộng với time là danh từ, đúng không? Such a long time là danh từ time được xuất hiện. Còn nick với bên trái thì nó không có danh từ time. Nó nhưng mà chúng ta ngầm hiểu nó là thời gian, đúng không? Ngầm hiểu. Nên chúng ta có thể dùng so ở đây, so long không thôi. Còn nếu như mà ta muốn dùng so long time thì không được, mà ta phải đúng là such a long time. Đó. Thì đây là cái ví dụ để cho các bạn hình dung ra được nhé, hình dung ra được để các bạn hiểu về cái tính chất của cái so và such. Mình nghĩ là như thế là các bạn đã rất hiểu rồi qua những cái ví dụ này. Câu bên trái thì là I have seen you. Từ khi tôi đã gặp bạn. Còn câu bên kia là kể từ khi chúng ta gặp nhau. We last meet là kể từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Since we last meet là kể từ lần cuối cùng ta gặp nhau. Rồi tiếp tục ta sẽ có phần này. Phần này là so much and so many. So many and so much. So much là để phía bên trái và so many ở phía bên phải. Thì các bạn sẽ thấy ở đây này, so much đi với uncountable now, còn so many đi với countable now. Nhiều người sẽ hỏi mình là countable now là gì? Tức là countable now là cái danh từ đếm được, và uncountable now là không đếm được. Un là không đếm được, các bạn nhớ nhé. Uncountable now là không đếm được, còn countable now là đếm được. Tức là so much đi với những cái danh từ, đi với những cái nào danh từ không đếm được, không đếm được nhé. Các bạn nhớ này, ta không thể nào đếm được. Ví dụ như nước là ta không thể đếm được nước, đúng không? Như vậy, đúng vậy. Và so many ta sẽ đi với những cái danh từ đếm được như là car, như là ô tô, đúng không? Như là bình nước, hay là bút, hay là vỏ, thì là cái gọi đếm được. Tức là danh từ đếm được, danh từ không đếm được. So much đi với danh từ không đếm được, so many đi với danh từ đếm được. Rồi, các bạn chép vào nhé. Thì ở đây là có ba ví dụ. Ví dụ nhất là we have so much time before our flight. Chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian trước khi chuyến bay bắt đầu, trước khi chuyến bay của chúng ta. Đấy. Đây là so much, bên phải là so many này. We have so many hours before our flight. Thì chúng ta sẽ thấy là so much đi với time. Time tức là nói về thời gian. Time là thời gian, chúng ta có rất nhiều thời gian. Thời gian ta không biết là bao nhiêu, ta không thể đếm được thời gian, đúng không? Có ai đếm được thời gian? Không ai đếm được, đúng không? We have so much time. Nhưng mà đổi sang là we have so much hours, chúng ta sẽ có vài giờ. Vài giờ ta có thể đếm được 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, đúng không? Chúng ta có vài giờ thì chúng ta dùng so many hours. Thì chúng ta dùng như vậy, sẽ có vài giờ hoặc có vài tiếng, chúng ta đếm được, xác định được là số lượng một chút, đúng không?
Còn cái so much time thật các bạn không biết là bài đề bao nhiêu, nó so much time nó vô lượng hơn đó. Rồi ví dụ thứ hai là he has so much work to do today, to do today. We have so much work to do today. So much ở đây đấy nó sẽ mang cái tính chất là không đếm được, đúng không? Work không đếm được. Ở đây là có rất nhiều việc, không biết là việc gì, một việc, hai việc, một việc, không biết là việc gì, không thể đếm được các việc được. Tức là anh ta có rất nhiều việc để làm, không biết là bao nhiêu việc, chỉ biết là có rất nhiều thôi. Thế nên là từ work là từ không đếm được. Còn câu bên phải nhé, he has read so many books. She has read so many books. She has read so many books. Tức là anh ta đã đọc rất nhiều sách. Đã đọc rất nhiều sách. Sách là cái gì đó ta đếm được. Nào. Mặc dù ở đây là nói rất nhiều, không biết là số lượng bao nhiêu, nhưng mà sách vẫn là đếm được, nên ta dùng so many, không mà dùng so much, so much books. Vậy book đếm được, sách đếm được. Đó là những quyển sách 1, 2, 4, 5, 6 quyển sách, đúng không? Cứ biết là có thể anh ta đã đọc khoảng tầm vài trăm cuốn, ta không rõ được cái định lượng, nhưng mà sách vẫn là đếm được, nên ta vẫn là so many. Tiếp theo sẽ có câu cuối cùng là I have so much money. So much money. Mình đặt cái câu money đây bởi vì là nhiều người sẽ tưởng tượng là tiền đếm được, nhưng thực ra tiền không đếm được các bạn nhé. Ở đây các bạn sẽ bảo ô sao lại thế nhỉ, sẽ rất là khó hiểu. Have so much money tức là không đếm được tiền, bởi vì tiền nó là tiền, nó là không đếm được. Nó bạn có đếm được 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền không? Không đếm được, đúng không? Mà bạn đếm là 1.000, 2.000, 3.000. Tiền là tiền. Còn tiền ấy nó có giá trị. Cái mà các bạn đếm ấy nó là giá trị của đồng tiền. Cái giá trị đồng tiền là 1.000, 2.000 hay là 10.000 hay 50.000, 1 đô, 2 đô, đúng không? Đây là cái giá trị đồng tiền. Còn tiền chúng ta không đếm được. Tiền chúng ta không đếm nhá, không đếm được. Đó, chúng ta không đếm 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền cả. Không bao giờ đếm thế nhá. Thế cho nên ta sẽ có là we have so much money. Rồi tương tự như vậy, câu bên dưới ta có I love you so much. Chúng ta có đếm được tình yêu không? Ai đếm được tình yêu, nên là khi tỏ tình người ta thường nói I love you so much. Không ai love you so many cả, so much, bởi vì nó không đếm được tình yêu. Nếu mà đếm được ấy thì tôi biết ông này tôi đếm được đến đây, ông này chỉ yêu tôi tương đây thôi. Thế thì tôi biết, thế thì nếu mà đếm được thì tôi đã biết là ông yêu tôi bao nhiêu để tôi yêu lại tương đấy bấy nhiêu rồi, đúng không? Nhưng so much là rất nhiều, không đếm được. Thế là không ta có thể lừa dối nhau trong tình yêu được, là vậy ạ. Rồi câu cuối cùng mà trong ví dụ của phần so many và so much này là there are so many cars on the road today. Tức là có rất nhiều chiếc xe ô tô trên đường hôm nay. Thực ra thì trong cái ngã tư nó khoảng khoảng vài trăm con xe chẳng hạn, nó bị tắc đường có khoảng 200-300 con xe, chúng ta không thể đếm được số lượng xe trên đó trên đường, nhưng mà để quyết tâm đếm chúng ta vẫn có thể đếm được, đúng không ạ? Thế cho nên là cars là cái ô tô con đấy vẫn có thể đếm được, nên là tôi sẽ dùng there are so many cars on the road today đấy nha. Ok, so much, so many nó rất là dễ hiểu, chỉ là đếm được và không đếm được mà thôi. Các bạn nào mà nắm cái basic về từ danh từ đếm được, danh từ không đếm được thì các bạn dùng so many và so much rất tự tin. Rồi cuối cùng là phần such as, mang cái nghĩa, mang cái tính chất là liệt kê mà thôi. Nghĩa của nó là như là kể lể này. Rồi, I can play many sports such as swimming, tennis, football, basketball and chúng ta có thể kể lể ở đây là tôi có thể chơi được rất nhiều loại thể thao, như là bơi, như là tennis, như là football, hay là bóng basketball, bóng rổ nhá. Đó. Có thể tôi có thể chơi hoặc là I can play many instruments. Tôi có thể chơi rất nhiều nhạc cụ, đúng không? Such as guitar, piano, drum, trống, and organ, đúng không? And sáo là gì nhỉ? Sáo là gì? Flute, sáo là gì mình không nhớ lắm. Đó. Đó thì kể đấy nhá. Như ví dụ câu ví dụ thứ hai này. I have ở đây là I have nó viết tắt I've visited many cities in the world. Tôi đã từng đi thăm rất nhiều những thành phố ở trên thế giới. Such as bắt đầu kể này, such as là kể như là Tokyo, Jakarta, Ohio and Hanoi. Đúng không? Hanoi. Đó, such as quá dễ, dễ nhất trong năm từ, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ có một số các bài tập ở đây.
Mình sẽ làm một hai câu thôi, các bạn có thể chụp ảnh và tự làm lại nhé. Ví dụ câu thứ nhất này, it was a lovely day. A lovely day, chúng ta sẽ nhìn thấy cái từ ơ, mạo từ ơ, chúng ta sẽ chơi ngay là từ gì đây, sumptuous, đúng không? Sumptuous tức là chỉ có sắc sẽ đi với danh từ mà thôi. Ta sẽ nhìn thấy mạo từ ơ, tức là sau mạo từ ơ chắc chắn sẽ là danh từ, thì chúng ta sẽ cứ điền sát rồi. Tương tự như câu tiếp theo có mạo từ ơ, tất cả những câu bên dưới này có mạo từ ơ ta sẽ có sắc hết. Đấy, câu thứ hai có mạo từ ơ là a lot of trouble, tức là có rất nhiều cái vấn đề. Đấy, a lot of trouble. Rồi tiếp theo câu thứ ba nhé, câu thứ ba là chúng ta sẽ nhìn thấy many. Câu này gần như cho không, ta điền số many, đúng không? So many, so much, so many. Rồi câu 4 chúng ta sẽ nhìn thấy lại ơ và kitchen, kitchen là nhà bếp, ơ ta nhìn shark luôn. Rồi câu 5 là so expensive, so expensive rất đắt đỏ, đúng không? Tiếp theo là ta nhìn thấy từ much, ta điền sâu luôn, câu này quá dễ. Rồi ta nhìn thấy quickly, quickly à, trong ví dụ ta đã có quickly rồi đúng không ạ, ta điền ngay so quickly, đúng không? Một cái chỉ là adverb đúng không, trạng từ. Rồi nice là đẹp, ta điền so nice, đúng không? It looks so nice. Có lẽ là chúng ta sẽ dừng đây nhá, 8 câu thôi, còn các bạn sẽ làm những cái câu bên dưới và mình có cả bài tập số 2 nữa nhá, có hai bài tập. Thì các bạn, vậy là cái bài này coi như là xong. Các bạn nhớ nhá, just là tính chất kể lể, so much, so many, so much đi với đếm được, à so much đi với không đếm được, so many đi với đếm được. Rồi và so such là sâu sắc thì sâu đi với tính từ và trạng từ, còn sắc là phải đi với danh từ. Danh từ số ít ta sẽ có mạo từ ơ, ấn, the, the, còn không danh từ số nhiều ta sẽ không cần mạo từ. Đó là tất cả những gì mà cái bài này chia sẻ, nói vắn tắt là như vậy. So much, so many, so sắc, so many, so much and such as. Chúc các bạn thành công với cái bài chia sẻ của mình. Và mình mở những lớp học tiếng Anh online và Lộc hy vọng là các bạn sẽ đăng ký tham gia những cái lớp học online của Lộc. Các bạn chưa biết đăng ký cách nào thì các bạn có thể add Facebook, có thể đăng ký vào biểu mẫu, có thể add Zalo, Lộc sẽ giúp đỡ các bạn. Và các bạn nhớ rằng là kênh YouTube này Lộc chia sẻ rất nhiều các kiến thức hay về tiếng Anh cũng như là kỹ năng mềm và các kiến thức khác giúp các bạn thành công trong cuộc sống ở trong kênh YouTube này. Và các bạn hãy đăng ký để luôn luôn được xem vào những video mới nhất và sớm nhất nhé. Và trong cái video này Lộc muốn nói các bạn này, có rất nhiều người học thì rất là hiểu, học cái ngữ pháp thì rất là hiểu, nhưng mà khi làm bài tập thì lại không làm được. Thì Lộc nói các bạn này, các bạn không làm được bài tập ấy là bởi vì các bạn không có từ mới. Các bạn nhìn cái từ mới đó, các bạn không biết nó là danh từ hay tính từ. Các bạn nhìn vào cái từ mới đó, các bạn không biết nghĩa nó là cái gì, không biết nó là danh từ, tính từ hay động từ, cho nên các bạn không phân loại được, thì không phân loại được sâu sắc xe. Chứ không phải là nên là khi nên các bạn đã không có từ mới, các bạn học nó sẽ bị nản. Nó bị nản rồi ấy, thì các bạn không muốn học nữa và các bạn sẽ trở nên kém đi. Nên nói thật với các bạn là học tiếng Anh ấy, ngữ pháp thì nó rất là dễ đó, nó rất dễ để nhớ nếu như các bạn, nếu như các bạn đã nhớ và thuộc và hiểu các từ mới. Còn nếu bạn không biết, không nhớ các từ mới ấy, các bạn phải yêu từ điển nhá, phải yêu từ điển một chút, phải tra từ điển, cố gắng một chút nha. Thì đó là những gì chia sẻ trong video này. Và các bạn nhớ là kênh YouTube này nó sẽ chia sẻ rất nhiều các kiến thức về tiếng Anh. Và có cái yêu cầu làm video gì, cái kiến thức gì các bạn cần hỏi, các bạn cứ yêu cầu Lộc, Lộc sẽ giúp đỡ các bạn hết cỡ khả năng mà Lộc có thể. Rồi, chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Goodbye.